Lý do tại sao mà chú lại chọn chiếc kem hành trình này không ạ? Tại vì em chọn cũng nhờ tư vấn của bên review, tư vấn cái loại mắc nhất hiện nay. Mắc nhất hiện nay. Chú Tân cho con hỏi là lý do tại sao mà chú lại quyết định chọn chiếc camera hành trình này ạ? Tại vì nhờ coi YouTube thấy thương hiệu này nổi tiếng của Hàn Quốc, với lại được tư vấn nhiều cái hiệu model của Black View. Nhưng mà thấy cái hiệu Black View mà model DR750 F3CH, loại này thấy hiện đại mà tốt nhất hiện nay. Về giá thì chú có thể cho con biết là cái combo này là chú đã lắp đặt khoảng bao nhiêu tiền? Khoảng 19 mấy, gần 20. Sau khi mà kỹ thuật đã lắp đặt cũng như là hướng dẫn chú sử dụng thì chú có cảm nhận như thế nào về chiếc camera hành trình này? Cái camera này thì nó hiện đại, lại nó nhỏ gọn, cái tầm nhìn nó tốt, nhiều tính năng cao cấp. Vậy thì có cái tính năng nào mà chú thích nhất không ạ? Nó chống buồn ngủ, với lại quan sát từ xa, nhiều tính năng cũng rất là hay. Camera trước sau mình quan sát hoặc là mình quản lý từ xa cũng tốt. Cái camera này nó có cái tính năng là chống buồn ngủ, vậy thì tính năng này nó có giúp ích gì cho chú được không? Rất nhiều á, rất tốt. Với lại nó mình cảm thấy nó yên tâm, đi điên nhiều. Thì cái tính năng này nó hỗ trợ cho tài xế rất là nhiều. Blackview, thương hiệu camera hành trình chuyên dành cho xe sang.